cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Văn Nhã Đồng Quê. Chào cả nhà các bà hai ơi, bắt đầu. Viền có đào mớ khoai mì nè, về mấy cái củ bự thì Viền để lại bằng bánh, còn mấy cái củ mà vừa vừa như vậy á sẽ đem đi nấu nước cốt dừa nha. Nấu củ nhỏ nó ngon hơn. Thì hôm nay Viền đem lên nhà bà hai, bà cháu xúm lại cùng nhau để nấu, rồi mình cùng nhau thưởng thức luôn. Lót dép ngồi đây, qua đưa qua đây con chặt cho bác Năm, rồi cái bác Năm với bà hai lột, con chặt những cái phần cây. Bà hai lấy dao nhỏ nè, dao nhỏ nè, cầm cho nó nhẹ, đưa con dao bự. Rồi mình chặt đầu chặt đứt cho nó hết cái cây đó. Rồi cái lột ra mình rửa lại. Là trồng trong đồng hay gì? Dạ trong ruộng con á. Tới giờ còn hả? Dạ còn, nó lên hoài luôn á bác Năm ơi. Được rồi ha, con ruộng ha, con nói bà là ruộng hết trơn luôn vậy đó. Dạ, mà chỗ đông nó cũng lên nữa. 3 tháng sau vô rồi tùm như là mà gừng rú vậy đó. Nó nhanh thấy ghê luôn á. Củ nó trắng tư à. Có mấy củ bự nữa nhưng mà củ bự nấu không có ngon. Củ bự quá nó nhẫn. Dạ. Củ bự thì chà ra. Chà bằng bánh. Dạ. Khúc này cây không. Công đem về chặt cụp 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 cụp. Chặt không đứt nữa. Cái đuôi của củ bự nè. Ở trên núi trồng cây mì người ta. Tại vì ấy mình trên cây nhổ nên không phải đào, còn mình đắp. Còn mình đắp đào thấy mồ luôn. Đắp mình đắp dai đào. Dạ. Đất của mình hả, đào hè hụi hè hụi. Ở đinh cát cái ta đây. Cái này chuột cũng ăn nữa này gì? Dạ ăn chứ. Nó khoái á. Một lần mướn đất ở dưới đu chồng mà gãy đó cái cấm đó. Trời ơi nó ăn. Mới đầu còn nhổ gì ăn được. Sẽ đợt sau xuống mất tiêu chứ. Nó ăn hết trơn. Ba chuột nó ăn nó nhiều nó khá một cái. Dạ. Nó cạp rồi cái nó bỏ. Trời ơi mình tỉa luôn đũa kìa. Trời ơi bằng đêm nó cắn cắn ra bẻ cái nhốt chuột luôn đổ. Cắn giả với đất chơi. Là cua với là tôm mà bạn ơi, là tôm á. Ta lấy cái khoai mì nữa mà. Khoai mì thấy người ta. Cái vỏ này nè, mỗi lần cái con thấy ông nội với cha. Nhà tiện lấy vỏ còn lấy ruột. Ta thấy lấy ruột. Ừ. Như cái ruột nó phái hơn à. Ừ. Tại mình nói theo lấy cái hạt tiện. Tiện lấy vỏ. Còn khoái mấy củ gì nè. Nó nhỏ. Nó dẻo. Nó dẻo. Còn bột con không thích. Bột nó ngán. Nha. Người thì thích bột. Người thích bột. Hai giờ khoai mì nướng lèo. Khoai mì mà bỏ nguyên củ gì nè. Ừ. Nguyên củ dục vô cái đống lửa bác Năm. Nó thơm. Khoai lang nướng cũng ngon. Ngon chứ. Nhưng mà khoai mì ăn nó cũng thơm, nó cũng ngon. Nhưng mà nó không có ngọt bằng khoai lang thôi. Vô trong đồng đốt cơm lên nướng. Đốt cơm lên nướng. Củ này ngon, hết sức ngon. Người đào lấy này nhỏ trên đây chỉ mà không lấy thôi, đốt cái bụi nữa. Dạ. Mấy cái củ bự là mấy cái bụi mà nó còn sót lại á. Chứ đợt gọi là con cuộn ha, sạch xanh xanh luôn. Không chờ cái gì hết. Nó cứ lên nhanh quá nhanh. Nhưng mà này dễ sống thiệt bác Năm. Ừ. Đấm bà hổm đi màng cỏ thì cô Tám cái gặp cái cũng nhổ về mấy cây. Cái chở lấy cái cây gì mà cắm là sống à. Cắm lại sống nhanh à. Mà bỏ nằm thí nó cũng sống nữa.
dễ lắm. Cái này là nó con chặt rồi cây nó lên không đó, cái cây bỏ nằm thì bỏ nằm xuống là lên đó. Dạ nó lên chứ đâu có cắm đâu, cắm bụi thì mình nó lên vậy mà cũng có củ nữa ha. Dạ có chứ, nó hay lắm. Cái mì mà dễ lột gì là bột không? Dạ khó lột cái ấy hả bà? Cái này là nó có trắng ba nó mới có củ nè. Cái cây lên của con lon với nó cắm kìa, bữa hổm lấy gì nó cắm bữa nay cũng cao rồi, chưa có trắng ba. Trắng ba là sao? Nó hai bên nhánh dài, cái nhánh nó tỉa ra ba như là một một cây nó lên gì thì nó chưa có củ, nhưng mà nó chỉa ra ba nhánh là nó có củ. Con mới biết luôn, bụi nào mà nó có trắng ba vậy đó con mới biết là có củ. Còn mấy củ kia đào lên bốn ơi, khoai mì nè, khoai mì bốn ơi. Cái này nước gồng hả? Này nước gồng rồi lớn cho nước gồng lồi ra hết rồi, ngồi chơi đi bố ơi. Nè, nó trẻ. Này là nấu nước cốt dừa chứ không có hấp nha. Nấu nó sẽ thấm ngon thấm hơn là hấp nước cốt dừa. Bà Út nó hổng gại viền nó bán không à. Rồi cái bữa nay thấy gì nó đem lên nó nấu nó đãi cho bà ăn, đãi cho bà Út ăn. Không không, đãi hết luôn chứ không phải ơn bà Út. Bà Út ăn hết chứ không ai. Nói bụt ăn đây không ai dám ăn hết rồi hai. Cho hết thì mấy củ nhỏ nhỏ lỡ nhổ rồi thôi lụm luôn. Bỏ uổng. Khoai này chứ bột không? Có là trưởng không? Dạ không. Bột giống con. Mấy nhà mấy cái đuôi á, mấy cái đuôi nhỏ nhỏ nè, này nó vàng vàng ha. Dẻo. Bột bột khoai giống con á, con vàng là mình nhổ mình để 4-5 ngày sau là nó sẽ sượn lại. Không, nó vàng vàng. Tỳ lộ khoai bác Năm ơi. Này không có sượn. Dạ không. Khoai con mà bà để là thúi luôn á. Chứ không có sượn. Lần mình mua ở chợ đó thấy mấy bà bán để lâu á cái nó sượng sượng nó dần dần vàng ngon. Rồi, chết rồi. Mà nó không có bột. Còn dưới mấy củ bành bành không mà. Mai viện nhân khoai đãi hết sớm, đãi hết sớm luôn. Nói chứ cái này đãi đậu hào rồi Út. người ăn củ là ngán rồi. Nó nhiều nghĩ cơm nữa. Lột xong rồi giờ hai bác cháu rửa sạch. Hạo rửa sạch không? Hạo rửa sạch. Ảnh phá giọt nước hay gì nè? Nước á, mới vừa bưng ra cái nào thôi bộ rửa hả? Thôi quậy đó. Bây giờ quậy đi, đứng lên đi, đứng lên đi, con rửa không sạch đi xuống kè, dũng nước ở dưới kè giọt nó mới đã. Nó lấy giọt nước đi. Thôi củ của mày phải rửa lại. Kệ chút mình rửa nước nữa bác Năm ơi. Trắng là gì? Trắng là màu gì, tiếng Anh là gì? Tiếng Anh bên nguyên trộn cơ. Nghe được không kìa? Nghe được không bà cô chú? Màu trắng kêu là cái gì đó? Màu trắng nhà bộ ký phiêu bây giờ kia là màu trắng nữa. Bà Út bà cười không kìa. Bà Phẩm nó nói quay, quay là màu trắng. Mà là không được nghe được. Tao con đếm từ 1 đến 10 coi. Dạ. Để tao đếm từ 1 tới 10 coi. Cho chị Diền nghe coi. Bột ai bông. Tiếng Anh kìa, quan kìa. Tiếng Anh á. Con đếm quan kìa. Bột. Quan. Tiếng Anh kìa. Quên sao nữa? Quên. Chu. Chu. Rồi sao nữa? Được. Rồi sao nữa? Bồi. Sao nữa? Bài. Tiếp. Tập tới 10 luôn. Tiếp. Ai gặp sao? Phai rồi tới mấy?
Ồ, cũng điếm tiếng Anh đồ gành quá chứ bộ. Nói tiếng Anh ca cũng tiếng Anh nữa. Nói ca tiếng Anh tiếng Việt nghe không gành là ca tiếng Anh. Hảo coi. Chờ kìa kìa nè 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 Hảo dưới nè con nhóc nè. Cho Hảo coi. Đây. Xong rồi, rửa thêm nước nữa. Rồi Hảo đi đánh đi. À, bắt lửa lên để nấu. Nãy giờ hai bác cháu rửa xong rồi đó. Con để xuống. Rồi. Củ bự thì mình để ở dưới lớp dưới. Còn củ nhỏ thì mình để lên trên. Đây là cái phần nước cốt dừa nè. Mình đã mua nè. Hôm nay là mình nấu nước cốt dừa luôn. Tại này để lớp dưới luôn. Không sao. Rồi mình cho nước cốt dừa vô. Cái phần nước dảo khi nào mà chín á, mình mới để nước cốt đặt vô. Là lúc đó nó mới béo, nó mới ngon. Mình nêm nếm vô đây cho nó vừa ăn luôn nha bà cô chú. Cho muối. Muối. Đường. Chút xíu nữa làm muối mè cái nữa. Rồi. Giờ mình bắt lên nấu chờ chín nữa là mình thưởng thức. Dạ của Bạch Đằng. Bắt lên nấu cho nó chín. Tiếng khô nước à. Ôi, cạn nước rồi ông bà cô chú ơi. Vậy vậy sẽ cho cái phần nước cốt vô nha. Như vậy á, cái củ khoai mì mình nó mới rút. Nó béo. Giấc này thì mình để lửa than thôi. Dưới vô hết nước cốt luôn. Chừng nào rút hết nước cốt là mình nhắc xuống mình ăn được. Vì cho nó thấm, nó béo. Trời ơi, thơm hợp cái mùi nước cốt dừa. Nấu kiểu này nó ngon hơn hấp. Thấm hết vô mấy cái củ khoai mì. Rồi, như vậy là xong. Mình sẽ bưng than ra bớt cho nó rút từ từ thôi. Bây giờ chị sẽ làm một chén muối mè để mà mình gứa lên khoai mì đó, ăn cho nó mặn mặn. Nó mặn mặn nè, mè thì nó thơm. Mè này mình đã rang xong hết rồi. Chỉ để miếng muối với lại để mè vô quậy nữa là xong rồi. Rất là dễ làm. Trộn đều lên. Muối này mình không có gan á, cái nó không có được nhuyễn không. Cái này con không có gan, cái nó hơi đóng cục hơi. Thôi mở này để ít ít thôi. Xay cái nọc phơi miệng cái cả nhà ơi, cho nó thấm cho đều. Thơm nức nở thôi hai. Thật cái mùi nước cốt dừa. Đây nó rút khô gan hết trơn rồi nè. Như vậy đó, nó mới béo đó. Dạ. Lớp nước cốt dừa bám ngoài củ khoai mì nè, trắng tư. Vậy là béo cực kỳ luôn. Rồi như vậy là chín rồi đó. Như vậy sẽ đi lấy cái mâm để mà để ra mâm luôn. Ui, chín rồi, chín rồi. Bác Năm ơi, qua khoai mì, bác Năm ơi. Chín rồi.
lấy hai cây củi để lên. Quá Hậu ơi, qua nói tiếng Anh nghe chơi coi. Ui, thơm quá Bảo ơi, thơm nức mũi rồi nè. Bởi vậy ngon ghê không Bụt. Đó. Mấy củ nước nước á bà hai, béo. Béo. Phải nó thấm. Nè, củ này ngon nè. Đó. Nước tà le vậy đó. Béo. Tà le gì rồi phải không? Ờ, béo. Béo dữ luôn. Nè, dạ. Sao mắt ha, lấy dĩa. Em già ăn đâu lỡ chén đâu không thủ. Trời ơi, cái củ này nó ngon nè Bốt. Ừ đó, vậy đó. Đó. Mấy nước vậy cho ăn béo lắm, nó thấm nước cốt. Thấm nước cốt. Ngon lắm. Thơm nước nở, cái mùi nước cốt nực nồng. Wow. Thêm cái mùi khác nữa. Ừ, khác nữa nghe ăn thơm. Nó mới có chán nha, chán đứt hơi hơi à, chứ chưa khác không. Mâm luôn. Mũi dữ lắm rồi Hậu ơi, ghét qua Hậu ơi. Cô cờ sách dĩa rồi. Trời ơi, cái củ này nó ngon nè. Thơm, nước mũi. Một mâm luôn. Đó. Quá chàng luôn. Chị bẻ giúp cái dĩa đi, đừng để nó. Giúp dĩa hả bà Hai? Ừ, ừ. Bốt ơi, bà Hai là ăn cái bể bể không nha, chứ không có ăn cái nguyên nha. Chỉ cho ăn đâu ăn nguyên, ăn bể bể dễ nuốt. Nói cho cái này ngon nè. Cái bể nó béo. Béo. Béo lắm. Cái bể nó ngon, mấy cha cũng chê. Nữa mấy gia sinh mà tôi ăn thử mà tôi không cho. Ừ. Nhiều như cũng ăn được rồi. Ừ. Ây da, hết không? Không sao, không sao, không sao. Đó, mấy cái này cho nó béo cực kỳ luôn đó nha. Rồi cho dừa sống lên. Cái này nó mấy bỏ mày. Cái này là cái ngon đó. Cái ngon. Bà Hai vét cái ngon lại rồi. Cái ngon đó. Đây, dừa sát. Cho lên. Cực kỳ luôn. Dĩa bà Hai đừng có để gì khác. Không để gì xác hả bà Hai? Cơm ế nữa chứ đâu. Cơm ế hoài không dạy. Ăn cái này nó đỡ hết cũng khô. Cho muối mè lên. Đỡ tốn gạo. Tốn gạo hết tiếp. Lên. Hấp dẫn, hấp dẫn. Gắt muối mè cho mặn mặn. Rồi. Lấy cái bàn ra thưởng thức hai nè. Đó. Để ăn trong đây cho vui. Ừ, đây. Đó, hấp dẫn chưa? Bác Năm ngồi xích vô. Cái này ăn bằng gì? Bóc. Vậy lấy tâm. Tâm. Rồi. Ăn đũa đi. Đũa đi. À, chút nữa bác Út rửa không sao. Đó, có sao. Mời cả nhà ăn khoai mì nha. Đây, mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn khoai mì nấu nước dừa nha. Ơi. Okay. Đó. Đó. Bắt đầu nè. Bắt đầu. Đó. Quá dữ, quá dữ chưa. Quá dữ. Chúc bắt đầu nha. Mày ơi, không có ăn đâu. Không có ăn
đâu mà ngon con ha. Đòi bắt đầu nha không ừ. Ủa nha con ăn được không ăn mấy cái con không được đâu con ăn sữa chua hả ăn mấy cái vỏ nhỏ gì nè cho nó béo kẹp thêm dừa sát cái nữa để vô mời cả nhà mời cả nhà luôn rồi mà ăn cho mình cả nhà cả nhà mà nãy giờ cả nhà tôi phải ăn hết mà không mà ăn hết mâm này là con cũng nể luôn á nha rồi à, không đổi đâu à, bún bắt đầu rồi kìa cái này giỏi lắm thì cũng cũ ừ, cũ dạ cũng ngon quá hay nó béo dạ. Béo mỡ dạ. Thơm bây giờ chút nữa mình thưởng thức xong rồi cái mình đi dài dài dạ cái này mình cũng gấp ra ngoài không mà cả nhà ơi chứ không có ăn chung mâm dài dài thêm mắt cái hộp có hộp đúng không luôn Thảo ăn không con chịu ăn mấy cái bể bể nha giống bể bể. Con bự ở chung nhà được còn bút nguyên củ ông ăn của bột của bột chẳng đúng không đúng nước nó ngon mà nó bột mấy bà bán nghe bà lấy cái củ ngon rồi ờ mà làm cái dừa nó rồi cái này đâu có sườn dạ không có sườn bột không à bột không à củ nào cũng bột hết á củ nhỏ xíu cũng bột không dạ bột không bột à. Không, à. Không có sườn khó lên dùng nói lên nút kìa ăn nó ngắt ngắt nhừ nhừ béo béo ăn cũng bự ha bữa bà hai mới ngon ăn miếng rồi à, bữa bánh heo bánh xèo bà hai hoài luôn á thêm nữa người ta lựa bá béo mà hết rồi sao vậy mới vui vẻ ngon 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 ảnh khoái ảnh khoái dạ ảnh khoái anh học đam mê nữa anh lớn đi qua phim có gì té nữa cơ rồi làm được khóc rồi ha uống nữa không bốc ơi vừa vô vừa vô anh vô 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 trả cho Nga đi con ăn của Út Yến mà nội ơi gì ạ nói tiếng gì ạ Út Yến mà ăn chơi đó dân này nói tiếng gì ạ Út Yến đó nhà nè nó mới kêu nè để Út Yến nghe đi nội ơi nghe chữ nội ơi không ạ thôi bố thôi cũ hả nè. Ngon quá mà. Không dám ăn gì. Không biết nó kêu nè vô. Nó kêu nè nội ơi. Nghe chữ nè với nội ơi. Im nè, để người ta ăn coi. Không, nghe thằng Hảo nói tập trung nghe không à chứ không có ăn. Bởi vậy. Nói tiếng Tây tiếng Pháp gì nghe được chân. Là muối mè không đem cắt cho người ta. Con bắt lên đây rồi nè. Dạ. Làm muối mè cho mấy ông đó. Muối mè cho muối mè. Có muối mè. Muối mè đó tè. Té hạo. Để con ăn mấy cái vụn cho. Sức gì nè ngon lắm. Đó. Mấy cái nhờ vụn vụn này ngon nè. Dạ. Béo. Nó thấm. Rồi bưng dài dài đã phải có lá. Rồi có hộp. Có hộp. Dạ có hộp con có hộp. Ừ. Nếu khi gấp. Chứ đi chén đũa đâu đem đi theo ngồi ăn kiểu này. Rồi. Thì hôm nay á nấu một cái nồi khoai mì nấu nước cốt dừa rất là ngon luôn một mâm lận bây giờ sẽ đem gửi tặng cho bà con vòng vòng ở đây nha cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn ở đây á là điều lúc nào diện bán cũng ủng hộ hết trơn á thì lâu lâu á cái ở nhà có món ngon vặt lạ gì á thì diện sẽ đem đãi cho bà con ở đây ăn cùng thưởng thức chung với diện thì Diền cũng xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng quan tâm và theo dõi video. Giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ sau. Bye bye. Chào.